Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đập siêu xe. Sáng nay thì nó vừa ra con siêu xe mới rất là xịn luôn. Thì nó có hai phiên bản. Một phiên bản là xe 2 chỗ và một phiên bản là xe 4 chỗ. Tức là 4 chỗ là con UAT đấy và 2 chỗ là con Cúp. Thì ở đây nó gồm có 3 cái mà đợt này siêu xe xịn nha. Các bạn biết xịn ở đâu không? Tại vì nó có cái thông báo diệt, tức là chiếc xe nào đi chăng nữa thì cũng đều có thông báo diệt. Đây các bạn thấy không? Nó rất là xịn luôn. Nhưng mà mình đang ngắm đến là con này. Thì để xem mình đập như thế nào đã. Thì mình sẽ tính tiếp. Thì mới em xem qua một lượt là mấy con xe này mình thấy con mắc nhất thì màu nó cũng không phải là khác bọt lắm anh em ạ. Nhưng mà nó có thính thả dù sao ấy. Thính thả dù đảo sinh. Còn bên xe thường thì sao nhỉ? Xe thường chỉ có thông báo diệt thôi và thông báo lập đội thôi. Thì mình thấy nó có thông báo diệt là rất là ok rồi, nó rất là hợp lý rồi. Mình vào đập xem như nào. Ở đây là cái vòng quay. Hồi hộp quá em ạ. Vâng, chúng ta sẽ đập nhá. Ồ, có vé giảm giá luôn này. Chúng ta sẽ dùng tiền để tăng tốc đi. Hiện tại thì mình có 24.000, 25.000 UC. Không biết là như nào. Ơ, sao nó fail hoài ấy nhở? Rồi. Mốc tiếp theo nó cũng như các mốc cũ mà khi mà các bạn đập siêu xe, những cái chiếc siêu xe khác thôi. Một cái vòng quay gọi là nó không khác biệt gì cả. Tôi thấy có nhiều ông ấy đập không có tiền ấy. Kiểu đập lên dễ mà tôi thấy ô hơi căng rồi này. Trời ơi, không sao, trước khổ sau sướng. Ui rồi cho toàn thất bại này. Không sao, thất bại là mẹ thành công. Lên, ui mấy móc cao là đau thật lắm anh em ạ. Lên, ôi rồi ôi, lên. Trời ơi. Lên đi bạn ơi. Ở kia. Lấy móc cuối luôn này. Lấy móc cuối. Ui. Thôi, tôi lại tiếp tục đập thêm 7.200 à? Ơ, thế tính ra con siêu xe này cũng được mà. Các bạn đợi tôi tí rồi nạp tiền. Tính ra 25k UC, chưa cho là 25k UC đi. Thì là lấy được một vé. Thì tôi sẽ đập thêm tiền để lấy thêm vé nữa. Chứ bây giờ mà đập lên tới đây rồi mà không lấy thêm vé nữa thì không được. Trời ơi run quá. Các bạn đợi mình tí nha. Mình vào mình nạp tiền. Ôi dồi ôi, tốn quá anh em ạ. Cứ mỗi lần siêu xe ra ấy là một lần đau, đau đầu. Tốn tiền để quay. Không phải tốn ít tiền nhé, mà là tốn rất nhiều tiền. Tôi sẽ nạp thêm hai củ. À, người yêu tôi bảo là khi mà đâm đâm được người thì sẽ có thông báo diệt, nhưng mà tôi nghĩ là không phải như thế. Tức là mình mang một trận ấy thì giết được người nó đã có thông báo diệt rồi sao ấy. Tôi nghĩ thế, tôi chưa test nữa. Thế tôi nghĩ thôi. Vâng, hai củ đã ra đi. Thì bạn nào nạp tiền thì cứ liên hệ mình nhá. Mình để link bên shop bên dưới mô tả video. Rồi. Hai củ. Nào. Lên. Lên bạn ơi, lên nhá. Lên. Ui. Trời ơi. Thế quả này mà không lên đi lại thêm tốn thêm tiền đấy, tốn thêm 2 triệu ấy. Ui. Phê quá. Ui. Thế luôn ý. À, pha này tôi kiểu tôi muốn khóc luôn ấy. Quả này mà không lên chắc tôi khóc ra tiếng chó luôn đấy. Ui. Thật là đáng sợ. Ui dùn quá anh em ạ. Còn 4.000 UC này. Có vào thử vận may không nhỉ? Thì nhiều ông ấy kiểu thử vận may đập cũng lên móc 7. Tôi thử xem. Thử đi.
lên 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 ô kìa lên ôi ôi lên mốc hai mà khó khăn như này á lên ôi ôi lên lên này cái này chắc chắn lên rồi ôi ôi thắng tốc thường xem nào giờ sao giờ có hai sự lựa chọn, một là chúng ta sẽ tăng tốc thường, hai là chúng ta sẽ tăng tốc an toàn. Nếu mà an toàn mà lên 7 thì đúng là deep vào giờ. Lên. Ui. Lên. Ôi ôi. Mất mất bao tiền nhỉ? 4.000 UC bao tiền ta? Đu. Vãi được cái mũ 4.000 UC được cái mũ này ạ. À? Thế nó khốn nạn không? Ui giời ơi. 4.000 UC bao tiền nhờ? 1 triệu à? 1 triệu hay hơn 600 ta? Đâu? Đội xem cái mũ... Ui dồi ôi, cái mũ đắt tiền vãi nồi ạ. À. U là trời. Ôi, kiểu nhiều anh em thử như thế mà lên được mốc 7 anh em ạ. Thế phải đùa đâu. Thế đùa. Thôi, tôi sẽ vào phần đổi nhá. Hết tiền luôn rồi. Cháy túi luôn rồi. Như vậy thì mình đập hết bao tiền nhỉ? Chắc lại 6 triệu anh em ạ. Lại 6 triệu. Tầm tầm đấy. Đổi ra sửa xe rồi. Đây, lú quá. Tự dưng đang vui. Đập thêm làm gì thế? Hụt hẫng thế nhở? Thề. Cay vãi rồi. Vâng. À, mình sẽ lấy con nào nhỉ? Lấy con này đi. Con này đẹp anh em ạ. Và sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định là đổi một vé và bán một vé nha các bạn. Ai mua vé thì tôi bán nhá. Thì mình sẽ đổi con xe này. Đấy. Và khi mình đổi chiếc này ấy, thì mình chỉ tặng được chiếc này mà các bạn mua thì như chỉ mua được chiếc này thôi hay sao ấy. Còn tặng chiếc khác thì cần phải có chiếc khác đúng không? Đây, ai mua thì... Tôi không biết, phải thử mới biết được. Tại vì bình thường thì phải có một chiếc đấy, ví dụ như là tôi phải có chiếc này thì tôi mới tặng được. Đấy, như kiểu thế. Đấy, bây giờ dư một vé anh em ai mua liên hệ nhá. Thì liên hệ sang shop này hoặc là Facebook, các bạn liên hệ sang shop cũng được. Cái shop link mình để bên dưới mô tả video đấy. Ai mua được thì mua nhá. Thì tôi sẽ cố gắng bán xem để thu hồi vốn chút. Đau thận quá rồi. Bây giờ kiểu mỗi lần đang siêu xe ấy, đau thận thật sự. Thực ra tôi cũng không phải kinh doanh đâu, nhưng mà mỗi lần như này đau thận quá. À với lại ai mà quay dư một vé như tôi mà muốn bán ấy thì cứ liên hệ tôi nhá. Để tôi bán hộ cho. Thế nhá. À anh em cẩn thận check uy tín đàng hoàng nhá. Thôi chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây. Tôi sẽ mang siêu xe đi chơi thử. Đấy, như vậy là tôi có thêm một chiếc này đấy. Tôi đã có là con Lambo rồi. Lambo nó cũng đẹp anh em ạ. Không sao. Đáng nhẽ thì tôi sẽ đổi xe 2 nữa, nhưng mà xe 2 tôi kiểu bị dư vậy. Tôi cho anh em xem nhá. Đây. Nó kiểu tôi có tận 4 chiếc siêu xe, mà trong cái ô đồ ấy thì chỉ cài được 3 chiếc thôi. Tôi mà đổi thêm một chiếc siêu xe nữa thì nó bị dư quá anh em ạ. Với lại con kia nó cũng không đẹp. Nó chả đẹp gì ấy. Tôi thấy con Lambo của tôi nó đẹp hơn ấy. Thế nên là tôi quyết định là thôi. Mà tôi thấy trong quyết định ngu nhất trong cuộc đời của tôi ấy, là tôi đổi con Koenigsegg này. Nó khá là tốn tiền và nó không có tác dụng. Các bạn biết tại sao nó không có tác dụng không? Tại vì con này nó vừa ồn vừa đắt. Ơ sao nó bị lag rồi này? Ơ kìa. Nó vừa ồn vừa đắt đấy anh em. Trời ơi, bị lag rồi này. Thôi, bye bye các bạn nhé. Hẹn lại các bạn trong những video sau. Các bạn hóng xem video tôi đi trở trộn nhé. Sắm siêu xe chỉ để thế làm clip cho anh em xem thôi, chứ không phải là khoe khoang cái gì, khổ lắm cơ.
đau thận vách còn nồi mỗi lần ra này, tốn tiền vách còn nồi ra được thì tôi có phải tôi có phải nhiều tiền đâu các bạn, nghèo rách của tôi, nghèo rơi sắp mướp, nhưng mà cái này nó bị lag rồi này. Thôi bye bye các bạn, hẹn gặp bạn trong những video lần sau nhá, bye bye. Nếu các bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua ạc nhá. Và các bạn mua ạc trên page của mình thì nhớ phải check kỹ nhá, dạo ở đây có bọn nó fake e-dupe page của mình để đi lừa đảo. Và các bạn nhớ check đúng link mình để bên dưới phần mô tả video. Còn thông tin giao dịch thì đều mang tên là Đỗ Thúy Hiền nhá, ai giao dịch ngoài cái tên này ra thì đều là lừa đảo.